Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Thì hiện tại mình đang có mặt ở một cái vườn ở Vũng Tàu, và ở đây có một loại cây cải nhìn khá là nịnh mắt. Đó chính là cải bẹ trắng. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cải, đó chính là cải bẹ trắng. Đây là một con cải mà mình mới thu. Thì đặc điểm của cải bẹ trắng này thì là cây cải có một cái bẹ màu trắng khá là dày, cộng với một cái lá hình bầu như vậy. Một lá là khá là to nha các bạn. Cải bẹ trắng thì là một loại cải có thể sinh trưởng và chịu mưa tốt, có thể kháng được một số sâu bệnh. Thời gian mà từ khi trồng cho tới khi mà thu hoạch đó là tầm khoảng 40 ngày. Khi mà cái chuyển thành đó, thì nó sẽ dìa ra như thế này, khá là to. Cải bẹ trắng thì có tính hàn nên có thể giúp cho chúng ta hay là thanh độc giải mát. Cộng thêm số công dụng như là giải cảm. Thì đây là một cái cải bẹ trắng. Chiều cao của nó thì là khoảng trên 30 cm nếu như mà đạt tới cái độ trưởng thành, nhưng do chủ nhà thích ăn non nên tầm khoảng như vậy là mình sẽ bắt đầu thu cho chủ nhà rồi. Nhìn một cái khá nịnh mắt. Vườn này thì bị sâu bệnh. Cái vết này là do nấm khi mà trời mưa rớt xuống nha các bạn. Thì một số vật chất ở dưới đất này á, nó sẽ phân lên trên lá và sau đó gây ra cái hiện tượng này. Thì các bạn chỉ cần lặt bỏ cái lá này thôi. Khoảng cách trồng thì khoảng 20 với 20. Do đây là trong một cái chậu này nhỏ nên mình chỉ có thể cấy được như đây thôi. Một số món ngon và đầy dinh dưỡng từ cái cải bẹ trắng này. Thì đầu tiên thì phải kể tới là nấu canh. Cái mùi vị của nó khá là thơm ngon. Trong cây cải này thì có rất là nhiều dinh dưỡng như là A, C, số vitamin nhóm B, thêm một số vitamin nhóm E nữa. Hàm lượng dinh dưỡng ở trong đây rất là cao. Ngoài cái việc nấu canh ra thì là các bạn có thể là làm các món xào từ nó. Đây là có một cái cải khá to thôi, mình sẽ cắt cho các bạn xem. Đây, một cái cải siêu to. Nếu như mà một gia đình mà tầm khoảng 4 người ăn thì chỉ cần 3 cây như thế này thôi là đủ một nồi canh này nha các bạn. Lá khá là to, to hơn cái bàn tay của mình. Thì cái cải này thì rất là phổ biến, có mặt trong nhiều món ăn của các gia đình Việt Nam của chúng ta. Những cái cải này thì mình trồng theo cái hướng là rau sạch, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu hay là phân hóa học, thì chỉ sử dụng một số thuốc trừ sâu sinh học hoặc phân sinh học thôi. Thì mình đã trồng tới hôm nay thì là được khoảng là hơn 35 ngày rồi các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch cái này và chuyển tới tay của chủ nhà. Nhìn cái màu xanh này khá là nịnh mắt, thịt lá khá dày, mùi của nó cũng khá là đặc biệt. Những
những cái cải này khá là to. Cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà một cái video tiếp theo.